Xin chào mọi người đã đến với kênh của Thục và Cuộc Sống ở Đài Loan. Hôm nay Thục xin giới thiệu với mọi người, đây là dâu tây và bánh mochi của Đài Loan nha mọi người. Dâu tây bây giờ đang là chính vụ, còn bánh mochi thì là loại bánh ăn đường phố được bán rất phổ biến ở trên đường nha mọi người. Hôm nay Thục sẽ ăn hai loại này kết hợp với nhau xem như thế nào mọi người nhé. Đây là dâu tây nha mọi người, quả rất là to này. Hôm nay Thục sẽ ăn dâu tây cùng với bánh mochi. Dâu tây thì hôm nay Thục sẽ chấm với đường nha mọi người. Cái đường này là đường bột chứ không phải là đường hạt cát như đường bình thường mình hay nấu ăn nha mọi người. Đây là đường bột chuyên dùng để chấm trái cây ở Đài Loan ấy. Mọi người rất là thích ăn dâu tây chấm với đường nha mọi người. Thục cho vào cái này để cao cao cho mọi người nhìn thấy nha. Mọi người xem này, trái dâu tây rất là to luôn. Thử xem nó có ngon không? Ngọt dã man luôn. Em chấm với đường nha. Ngon lắm mọi người. Cái này rất là to, ăn thì thật là rất là ngon mọi người. Dâu tây thì mát lạnh, cái mấy đường nó mát mát nhẹ nhẹ. Rất tuyệt vời. Quả nào đã quả đấy luôn mọi người. Dâu tây bây giờ đang là đúng vụ nha mọi người, cho nên là rất là ngon, ngọt lắm. Ở Đài Loan ấy các bạn, trái cây ấy, nó rất là hiếm những cái trái cây mà chua nha. Tất cả các loại trái cây đều rất là ngọt, ăn miễn chê luôn, không biết nói như thế nào. Tôi sẽ ăn sang mua chí cho nó như này. Mua chí hôm nay tôi mua ấy, nó gồm có 4 loại nha mọi người. Cái này là hoa sừng à. Cái này là hoa à, là lạc nha mọi người. Là đậu phộng. Đúng rồi, trong miền Nam gọi là đậu phộng, còn ở ngoài Bắc mình gọi là lạc nha mọi người.
bên ngoài ấy là lớp đậu phộng. Họ bánh thì dẻo mềm, bên trong thì nó cũng có cái đường bột này nha mọi người, đường bột này kèm với lại đậu lạc hay bị nhầm, kèm với lại lạc đã được giã nhỏ rồi. Này mọi người có nhìn rõ hay không? Bánh mochi thì nó có rất là nhiều loại nha mọi người, có cả nhân trái cây, nhân sô cô la, rồi nhân đậu, nhân vừng, nhân lạc, tất cả đều có. Hôm nay tôi chỉ mua còn được có mỗi bốn loại nhân thôi, còn các loại khác thì hôm nay tôi không mua được. Cái nhân hoa sen này rất là ngon, rất rất là ngon, nó mềm dẻo, nó thơm bùi bùi ấy, nó lại có cái độ ngọt mát mát của đường. Còn đây là mè đen nha mọi người. Quên, ngoài Bắc mình ấy thì mọi người gọi là vừng đen nha mọi người. Nó rất là mềm dẻo, cái nhân cái bột của nó người ta làm nó rất là mềm. Bên ngoài ấy người ta lăn lớp bột của cái gì thì bên trong là nhân của cái đấy bạn. Đây là mè đen thì bên trong là nhân của nó đều là mè đen. Rất là nhiều nhân cái vùng luôn. Cái này là nhân đậu đỏ nha mọi người. Cái này ngọt quá. Chỉ thấy có mỗi từ nãy giờ ăn chỉ thấy có mỗi cái lạc là vị nó nhẹ, ngon, rất là dễ ăn. Còn cái vừng đen và cái đậu đỏ này nó ngọt lắm. Mà Thục thì cũng thích ăn ngọt. Thục chỉ thích ăn nó hơi ngọt ngọt, chua chua, rất rớt thôi. Nhưng cái này là nó hơi ngọt quá so với mình. Chuyển sang ăn dâu tây nha mọi người. Cái món này ấy, mochi này ấy, thì ấy, nó là món ăn đường phố, món ăn chơi. Người Đài Loan ấy họ rất thích là ăn ngọt, mà mình thì ngọt quá mình không ăn được. Cho nên là món này chắc là thuộc đầu hàng, nếu mà bình thường ra là thuộc sẽ không thích ăn. Còn nếu như mọi người ấy, cũng tùy khẩu vị, có người thích ăn ngọt. Cái độ mềm dẻo của bánh thì cảm nhận là rất là ngon, nhưng mà nó ngọt quá. Nhìn những trái dâu tây này nó đã đâu mà đã, ăn sướng cả cuộc đời. Ăn thế nào nó đã thế đấy.
Đài Loan ấy mọi người, chính phủ kiểm tra rất là nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm, cho nên là đồ ăn mà khi được bán ra ngoài thị trường rồi thì mình rất là yên tâm để mua ăn nha mọi người, không lo bị thuốc gì cả đâu. Bây giờ cũng đang là mùa dâu tây cho nên là dần họ tiêu thụ cũng rất là nhiều. Hôm trước ấy, Thục có đi vườn dâu tây để đi hái, muốn quay cho mọi người xem, nhưng hôm đấy người ta hái hết trái to rồi, chỉ còn trái bé thôi nên là không quay được cho mọi người xem. Hôm nay này Thục mua ở trong siêu thị ấy, đi siêu thị xong rồi thấy to quá nên là mua về cho mọi người xem. Nó rất là to, trái nào cũng như trái nào luôn, to ngon ăn. Thục có bỏ tủ lạnh để ăn đó, nó mát lạnh. Ăn nó tan trong miệng, cảm giác rất là thích thú. Nhiều quá mọi người ạ. Và bây giờ tôi xin dừng clip tại đây nha mọi người. Chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.